Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng lớn đang dần hoàn thiện và đi vào hoạt động tại thành phố Phan Thiết, người lao động địa phương đang đứng trước cơ hội lớn để có việc làm ổn định, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống kinh tế gia đình. Từ nay đến cuối năm, thị trường lao động càng thêm sôi động, nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, xây dựng trên địa bàn thành phố sẽ mở cửa để tuyển dụng nguồn lao động với quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh phát triển của đơn vị. Thành phố biển Phan Thiết đang phát triển rất mạnh ngành công nghiệp không khói. Nhiều vùng đất ven biển đang vươn mình với hàng loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn. Nhờ đó đã góp phần giải quyết rất tốt bài toán lao động nhàn rỗi, giúp người dân địa phương có việc làm ổn định. Từ đầu năm đến nay, Bình Thuận đã giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động, đạt gần 75% so kế hoạch năm. Trong đó, số lao động tại thành phố Phan Thiết chiếm tỷ lệ lớn. Việc giải quyết việc làm đối với người lao động là vô cùng cần thiết. Hiện nay thì chúng tôi cũng được biết là có một số dự án lớn, các tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp lớn đang đầu tư đi vào hoạt động và họ cũng rất cần cái nguồn lao động và đang tuyển dụng, đào tạo các nguồn lao động tại địa phương. Cái việc làm này góp phần rất lớn cho cái việc ổn định đời sống, giúp cho Phan Thiết phát triển, phát huy được cái nguồn lao động dồi dào, góp phần giữ vững cũng như phát triển cái nền kinh tế của thành phố Phan Thiết. Người lao động đang làm việc tại các resort, dự án du lịch lớn trên địa bàn thành phố Phan Thiết luôn được hưởng những chính sách, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, thu nhập cạnh tranh cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đặc biệt có những tập đoàn lớn sẵn sàng triển khai xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên lao động đang làm việc tại các dự án của mình để họ có chỗ ở ổn định, an tâm gắn bó lâu dài. Làm việc ở đây là môi trường làm việc rất là tốt ạ. Dạ, giúp cho em thu nhập ổn định. Chính sách phúc lợi của công ty cực kỳ tốt với lại nhân viên. Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nâng cao về chuyên môn cho nhân viên. Em mong muốn là được gắn bó với công việc này dài lâu hơn. Tại đây chúng em được hỗ trợ chỗ ở tại ký túc xá. Cảm thấy rất là tiện nghi, có nhiều tiện ích như phòng gym, sân bóng. Ở phía xa còn có bãi biển rất là đẹp, rất thoải mái cho sinh sống và làm việc. Tại Nova World Phan Thiết nói riêng, cũng như hệ sinh thái thuộc Nova Group nói chung, chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng mang đến môi trường làm việc tốt nhất cho mỗi nhân sự, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm về sức khỏe, y tế, đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt nhất, luôn là cái mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Thị trường lao động từ đây đến cuối năm trên địa bàn tỉnh, nhất là thành phố Phan Thiết sẽ nhộn nhịp, mở ra cơ hội lớn cho người lao động. Đặc biệt, ngày 13 tháng 8 tới đây, Nova Group sẽ tổ chức đại hội tuyển dụng quy mô lớn tại Nova World Phan Thiết với hơn 500 cơ hội việc làm mới. Các ứng viên sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp, được tư vấn nghề nghiệp bởi các chuyên gia tuyển dụng, gặp gỡ, kết nối, tìm hiểu việc làm tại hệ sinh thái Nova Group và tham quan trải nghiệm khu đô thị du lịch Nova World Phan Thiết. Hơn 500 việc làm ở nhiều đơn vị bộ phận khác nhau với những vị trí từ cấp nhân viên, chuyên viên, giám sát đến chỉ huy, trưởng bộ phận tại Novaland, Nova Service, Nova Industry và Nova Capital Partners đang chờ đón các tân Novator. Đây là cơ hội để người lao động tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nói riêng cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nói chung tiếp cận cơ hội việc làm, tạo cuộc sống ổn định cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.